Chào mừng chị các bạn đến với kênh của Hiền Trần TC. Đó, như hai video trước em có quay review là mở hộp cái máy hàn này cũng như là tháo nội thất, test các thứ cho các bác xem rồi. Thì em cũng có hứa là chia sẻ cho các bác thêm về máy hàn biến áp. Đây là máy hàn biến áp này. Đó, máy hàn này của em mua khá lâu rồi. Đó, cái này là mua lại một bác thôi, chỉ còn con này mà mới nó bây giờ cũng khoảng 3 triệu mấy, 4 triệu, khoảng tầm 4 4 triệu mấy chứ. Ngày xưa nó 5 triệu mấy á, cái lúc mà bác kia bác mua 5 triệu mấy, bác lên máy xịn hơn, bác thanh lý lại cho em đó. Còn máy này bây giờ trên Shopee cũng đang bán là khoảng tầm như 4 triệu 2 á. Là máy này thì nó, máy này nó có combo, nó sẽ có hàn nè, cái tay nó có cả cái tay hàn đây nữa này, tay hàn thiếc á, rồi cóc đạp này, rồi có hai cái dây ra đó. Em còn phụ kiện nhưng em không bày đây cho nó khỏi mất công. Nhưng mà video này em muốn so sánh ưu điểm và nhược điểm của máy hàn siêu siêu tụ và máy hàn biến áp, thì nó có những ưu điểm và nhược điểm gì thì cũng để cho các bác hiểu thêm. Đó, em thì không phải là dân chuyên về máy hàn, đó có nhiều sếp lớn làm máy hàn thì các bác chuyên hơn, nhưng mà lại các bác lại không muốn chia sẻ. Đấy, thì em thì dân độ chế rồi, em cũng mua về để em xài dùng thì em thấy là có những ưu điểm nhược điểm gì thì em cũng theo theo ý kiến cá nhân của em thôi, chứ cũng không biết là có đúng hay sai. Đấy, thì đầu tiên là sơ đồ của hai cái máy này, thì để trước khi ấy em sẽ vẽ sơ đồ cho các bác dễ hiểu này. Đây là máy hàn siêu tụ này, nó sẽ nôm na nó sẽ có hai tụ đây, như cái máy này em vẽ theo máy này, còn nhiều máy khác có thể là ba tụ, bốn tụ đây. Nhưng mà cái máy này của em đi là hai tụ này nối tiếp với nhau đấy, một dây đi ra đây, ra đầu kim này, ra đầu hàn này đấy, còn một dây bên đây á thì sẽ qua mạch. Đấy, và mạch và MOSFET nó sẽ đánh điện vào ra đây. Cái nguồn nó sẽ là 5V. Đó, điện cấp vào cho nuôi cái mạch này nó là 12V, hoặc là tùy tùy theo loại mạch. Thường là 12V hoặc là 18, 19V tùy theo loại mạch. Cái đó thì tùy theo người sản xuất. Đó. Thường thường là mạch 12V, thì như cái này là mạch 12V này. Đó. Điện 12V, vừa là cắm 12V vào sạc cho tụ này, đây là sạc cho tụ này. Dàn MOSFET này. Đó, thật ra thì nguyên lý nó chỉ có quả dàn MOSFET này đánh qua đây thôi để kích ra thôi. Đó, thì cái MOSFET đánh nhanh hay chậm thì nó do cái mạch điều khiển. Đó, đây thì là cái sơ đồ của máy hàn siêu tụ. Còn máy hàn biến áp này thì sơ đồ nó lại đơn giản hơn, tức là cái biến áp này nó sẽ hay có cuộn là điện 220 vào. Và cuộn này thường á các bác chế cháo thì hay lấy cái biến áp của cái loại gì lò vi sóng á ra, xong rồi đục hết cái dây đồng ra quấn lại. Đó, thì quấn lại khoảng 3 vòng 4 vòng tùy theo các bác quấn, thì nó ra điện chỗ này khoảng tầm 5V 6V tùy theo các bác sử dụng, thì nó sẽ điện 220 vào vào cái mạch này, và cái mạch nó sẽ cấp điện cho ra trực tiếp cái biến áp này. Đó, đây là em vẽ sơ đồ này cho các bác dễ hiểu này, đây là sơ đồ này như này cho dễ hiểu. Đây, còn thực tế thì đây, thực tế thì đây cái siêu tụ đây. Đó, một dây là đi ra này. Đó, ra đây này, một dây này qua MOSFET này. Đó, một đầu tụ này nó sẽ qua vào cái đồng này và qua MOSFET này. Đó, và nhiệm vụ của mạch là sẽ đóng mở MOSFET này do mình điều chỉnh đó các thứ. Đó là siêu tụ là như vậy. Đó, còn bên là biến áp đây. Đó, biến áp thì sẽ hai dây này, đây hai dây sẽ trực tiếp này, đó, nó vào qua biến áp, nó quấn quấn ở đây, nó quấn ở đây mấy vòng này, 3 vòng hay là 4 vòng gì đó là tùy theo nhà sản xuất. Đó, nó quấn ra trực tiếp hai cái kim luôn. Đó, thì cái nguyên lý của máy hàn biến áp này giống như mấy cái mỏ hàn sung ấy, các bác thợ điện tử sẽ hay biết cái mỏ hàn sung là có từ lâu ngày xưa rồi. Em có một cái mà em có để lại cho ông anh không xài rồi, giờ không dùng loại đó nữa. Bóp bóp thì cứ mỗi lần bóp cái thì điện nó cấp vào, nó sẽ ở đây mình sẽ làm hai cái dây đồng chập vô. Đó, thì nguyên lý của cái máy hàn biến áp này nó vậy. Đó, thì điện từ nguồn này vào này qua cái mạch này. Đây, chẳng qua cái mạch này là người ta có nhiều thiết bị, người ta thêm nhiều tính năng như là chỉnh tay hàn các thứ này, nên là có nhiều tính năng hơn, nên nhìn nó rối hơn. Chứ còn bình thường thì những cái mạch trên thị trường bán kia thì các bác cũng mua về tự chế, nhiều bác tự chế máy hàn biến áp này, nó đơn giản lắm. Nói chung là chế một cái máy hàn biến áp giá thị trường các bác mua chế, tức là người ta chế người ta bán thì cũng tầm 800 đến 1 triệu là cái máy hàn biến áp, là chế bằng cái gọi là biến áp lò vi sóng. Đó, thì nó dùng thì cũng ok, còn nếu mà ngon nữa thì các anh lớn thì anh quấn những cái máy biến áp xịn hơn, thì sao nó qua trụ để qua ngon hay không á,
biến áp này là ở một phần ngon là biến áp một phần, thứ hai là cả ở cái mạch điều khiển đây nữa này. Đó, cái mạch điều khiển này nó chỉnh hợp lý, xung gọi là xung kép xung đơn gì đó, cái đó em không rành lắm nhưng mà còn ở cái mạch thì nữa cơ. Đấy, đấy là cái phần nguyên lý hoạt động của cái máy ha, nó như vậy, điện nó cấp vào đây rồi nó sẽ ra đây trực tiếp ở đây. Đó, đấy là cái về nguyên lý. Bây giờ nói về cái ưu điểm trước đi. Thì máy hàn siêu tụ có ưu điểm là nhẹ, nhỏ nhẹ, đó, gọn, tức là cực kỳ gọn, đó, gọn. Đó, về phân khúc tiền á, thì nếu nói trong vòng phân khúc mà để dùng cho được, cho ngon á, thì siêu tụ sẽ rẻ hơn. Đó, đấy đấy là nói theo cái phân khúc dùng được á, thì siêu tụ sẽ rẻ hơn. Và cái ưu điểm nữa của siêu tụ này á, là các bác khi dùng điện không cần cắm điện 220 cũng được. Các bác có thể dùng cái pin 3S này. Đây 12V này, đó em đã dùng cục pin này, đóng một cục pin 18V này để đóng mấy cái pin 2S này, đóng ngon lành luôn. Đây, cục này đóng loa cho các bác kia này. Đó, để bác gửi loa tới là gắn, còn đóng mấy cục 2S, 4P rồi 2P thì gửi cho các bác kia là ok hết rồi. Đó, cực kỳ hàn, mối hàn thì để mà nói trong vòng phân khúc ạ, thì máy hàn bị siêu tụ này nó sẽ hàn mối hàn đẹp hơn, trắng hơn. Đó, mối hàn này nó sẽ trắng hơn các bạn thấy nào, trắng hơn. Đây là trong cùng phân khúc nha. Đó, còn nếu bây giờ so sánh giữa máy này với máy này, máy hàn này thì cái máy này đang rơi cỡ 4 triệu và máy này khoảng gần 1,3 triệu, thì theo em cảm nhận thì em thấy hàn siêu tụ này ngon hơn. Đó, rõ ràng cái máy này, đây là mình đang tính cái máy của em thôi nhé. Đó, tranh nhau khá tiền nhưng mà trong đó cái máy này hàn thấy thích hơn. Đó, đây là những ưu điểm của máy hàn siêu tụ như vậy. Đó, thích là nó nhỏ nhẹ cơ động, làm được nhiều việc. Đó, xung hàn sướng hơn, có vẻ mạnh hơn. Đấy, thì đó là cái ưu điểm của thằng siêu tụ này. Rồi, ưu điểm của máy hàn biến áp này thì lại là gì? Để, ưu điểm của máy hàn biến áp này thì là bền hơn. Đó, nói thẳng biến áp là nó bền. Thứ hai là nó trâu bò. Đấy, các bác dùng nói chung độ hỏng hóc về cái máy biến áp này là ít hơn. Đấy, giá thành thì nó cũng đã, thì em cũng đã nói rồi, thì nó cũng tùy theo phân khúc đó, nhưng mà về độ nói chung là biến áp thì chỉ được mỗi cái là bền. Thì các bác có biết là bên máy hàn 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 sắt đó, người ta là có ngày xưa là gọi là máy hàn cơ đấy, xong về sau là lên máy hàn injector thì nó cũng giống như thằng này thôi. Đó, thì thằng này nó dạng của injector, tức là điện nó sẽ là dòng điện ít hơn đó mà vẫn hàn được hiệu quả. Xong đó là thằng này thì nó là điện trực tiếp, nó 220 chuyển xuống còn 6V, nó ra đây nó 6V nhưng mà dòng cực cao. Đó là cái ưu điểm của thằng biến áp này, chỉ mỗi ưu điểm là bền khỏe, hàn khỏe, nói thẳng là hàn được lâu, tức là hàn liên tục được đó. Tại vì thường biến áp này các bác biết đấy, trong nhà máy sản xuất pin hay là những nhà máy khác thì người ta đa số dùng biến áp không à. Đó, biến áp của Avivel có mà đó mấy chục triệu một cái đó, nó to đó. Thì cái đó thì trong cái xí nghiệp người ta hay dùng là dùng biến áp, tại vì nó bền, nó chịu được. Đấy, còn siêu tụ này thì là đa số là anh em chế cháo thì dùng cơ động thôi, thì dùng biến áp à, dùng siêu tụ này. Đấy, đấy là những cái ưu điểm của hai cái. Thì bây giờ ưu điểm thì phải có nhược điểm đúng không? Nhược điểm thì thứ nhất là cái hàn biến áp này, nhược điểm nó gì, là nó nặng. Đấy, các bác mà đây là con máy này gọi là dòng máy mini thôi nhé, chứ chưa phải là máy ấy đâu, máy công nghiệp các bác biết đó. Cỡ cỡ mình hầm là khiêng không nổi luôn, cực kỳ nặng, cái biến áp nó to to bằng cái này luôn á. Đó. Đó là máy công nghiệp đó. Thì thứ nhất là nặng này, thứ hai là cái nhược điểm nhất của thằng máy biến áp này là nó ăn dòng. Đó, ăn dòng cực cao. Để các bác thấy đây, như thông số của máy này, nó nhìn tí tí vậy thôi này, điện 220V này, đó, mắc nó là 20A, là tương đương với 4 kg. Đó, 4 kg điện đấy các bác, chứ không phải dạng vừa. Đó, mà dòng ra nó là 6V 800A. Đó, thì 800A cũng tương đương là 4 kg. Thì các biết khi mà hàn cái máy hàn điện sắt ngày xưa, cứ mỗi lần chấm hàn phát là điện nhà các bác díu lại đó. Hoặc là như cái tivi ngày xưa, cứ mỗi lần nhà ai, nhớ ở quê là mỗi lần nhà ai hàn cái gì á là chấm hàn phát là tivi nó co lại màn hình, tại vì nó rút điện đấy. Thì cái này cũng thế này, cái này khi mà em dùng á, mà dùng với lại cái hệ thống năng lượng mặt trời
Nếu mà dùng theo hóa lưới thì không sao nha, mà dùng theo kiểu chạy trực tiếp ở đây, em đây hệ thống năng lượng anh em này, đây lúc power này đó. Vì sao mà em lại nói là sao không dùng được á, là khi mà cái con lúc này của em á là nó chạy được cái mắc không tải, à khi mà buổi tối mất điện á, chạy trực tiếp từ pin ra là được 4 ký, mà con này nó điện tức thời cái là nó không đủ dòng, không đủ dòng cấp cho máy này, là không hàn được. Tức là bây giờ em hàn bằng máy này á, buổi tối ví dụ em hàn đi mà ví dụ mất điện đi là em hàn bằng pin cấp ra là không hàn được đấy. Và máy này là phải những cái nơi phải điện khỏe, các bác phải chạy dây nó từ bèo phải 2.5 hoặc là dây 4 chấm á. Những cái máy lớn á, là phải dây lớn, còn những cái như máy mini này của em thì cũng phải dây 2.5 với kéo nổi đó. Đây như em cắm ở trên này á, thì em hàn được, chứ cái máy này lúc trước em đem lên gác ấy. Vào ngày xưa mình không biết đem lên gác hàn sao hàn nó mỗi hối hàn nó không ăn, thì là do nó yếu quá, điện không đủ cấp cho nó là nó hàn không được đó. Các bác dùng máy biến áp mà điện khu vực điện thấp là không dùng được máy biến áp, nói thẳng các bác khu vực rừng núi hay là những khu vực điện yếu thì không dùng được máy biến áp đó. Là cái ưu điểm, cái nhược điểm của nó đấy là như vậy. Giá thành nó cũng có vẻ cao hơn đấy, mức đầu tư ban đầu thì có vẻ cao hơn đấy. Đấy rồi, đấy là một số nhược điểm của con máy biến áp. Thì siêu tụ có nhược điểm không? Có chứ, siêu tụ vẫn có nhược điểm. Siêu tụ, nhược điểm của siêu tụ là gì? Thứ nhất là cái tụ này nó cũng giống như cục pin này thôi đó, cũng giống như cục pin, nó có chu kỳ sạc xả. Thì các bác làm điện tử thì cũng biết đấy, tụ trong các tụ điện này, đây này, cái tụ điện này, này đó, thì đây đây những con tụ điện nó như thế này, đây, em đây, ví dụ những con tụ như này đó, thì nguyên lý nó điện điện nó sẽ vào đây. Đấy, tụ này thì bình thường là nó sẽ nạp rồi đấy, nó đến các bác nhiều nhiều con tụ là trong những cái cục inverter, khi mà tháo ra các bác không xả điện sờ rồi nó giật tóe tay luôn đấy, tại vì nó vẫn còn giữ điện. Thì cái siêu tụ nó vậy, nhưng mà siêu tụ nó làm hiện đại hơn, tức là nó làm cao cấp hơn, là điện nó giữ được lâu hơn và dòng xả nó cao hơn đấy. Thế nên là siêu tụ dùng cho hàn máy hàn xeo pin này thì khá ok, cực kỳ ngon đấy. Đấy là thì trong siêu tụ nó có cái nhược điểm là chu kỳ sạc xả, cái cục pin có chu kỳ sạc xả thì cái siêu tụ cũng có chu kỳ sạc xả. Thì em không nắm được cái tình trạng là siêu siêu tụ người ta hãng thì người ta cho là được bao nhiêu đó, bao nhiêu lần đấy. Như cục pin Lion này thì chu kỳ sạc xả nó khoảng 400-500 lần này đó, còn như cái cục pin Lipo 4 này của em này đó là chu kỳ sạc xả nó là được khoảng 6.000 lần đó. Đây pin Lipo 4 thì cái này nó chu kỳ sạc xả nó thì cũng cỡ, em cứ cho nó bằng pin Lipo 4 khoảng 6.000 lần đó. Thì các bác đó, trong đây nó có cái đồng hồ nó sẽ báo cái dung lượng ở đây, thì các bác đến giờ đó là cái tụ nó kém, nó không không nạp được điện nữa. Tức là nó nạp nó không ra được điện nữa thì cũng hư, đó là sử dụng lâu dài liên tục ấy. Và cái thứ hai là cái hệ thống MOSFET này nó sẽ bị hư nếu mà xài liên tục ấy, bắt đầu nó đóng ngắt liên tục ấy, nó nóng đó, nóng mặc dù đấy có quạt đấy nó tỏa nhiệt không kịp thì nóng chết MOSFET này đó. Nói chung là dòng siêu tụ này nó sẽ hư mạch, tại vì bản chất là nó phải qua mạch để nó đóng ngắt, nên đóng ngắt bằng cái mạch này đó, đóng ngắt mà đóng mắt cái này nó dòng nó quá cao đó, nó không như là bên biến áp này, biến áp này nó đóng ngắt rồi, thì ở đây nó đóng ngắt nhưng mà cái con MOSFET này đóng những cái dòng nó thấp thôi, nó lại không không dòng AC nó lại không như là dòng bên DC đấy, các bác biết đấy, dòng DC nó cực kỳ cao đó. Như thế không các bác đã, nhiều khi các bác thấy cái CB mà trong điện AC ấy, người ta làm CB nhỏ xíu rồi, nhưng mà CB trong điện AC người ta phải làm cực kỳ to, mà giá thành điện DC nó sẽ mắc hơn đó. Thì cái bên siêu tụ này cái nhược điểm nó vậy đó, cái mạch nó sẽ chết đó, dùng nhiều thì sẽ chết, cho nên là dòng cái này thì để cơ động nhá, nên là cái nhược điểm nó vậy. Thì tất nhiên là mỗi cái có nhu cầu riêng đấy, nhưng bác ở vùng sâu vùng xa điện yếu ấy, thì lại không thể dùng cái máy hàn cơ này được đó. Còn những vùng mà yếu điện thì lại dùng được cái máy siêu tụ này đó. Vì thật ra thì cái cục pin 3S này là hàn được rồi đó, em đã dùng cục pin 3S này hàn ok. Em đang dự tính em cho 3 cell pin đấy, 3 cell pin như này đó, mình sẽ hàn cục pin 3S để xếp nó vào cái đít này đó, để cho nó vào trong này luôn đó, bỏ trong cái hộp như này đấy, chung vào trong hộp luôn, chỉ cần cắm sạc nó thì cứ để đây, còn cần thì rút ra để bật pin là xài luôn đó. Thì nó hay cái đấy, hai là mình cơ động mình sử dụng, có thể nhiều lúc hàn cái cục pin lớn không để trên bàn là được, cái xách máy này xách xuống dưới đó. Còn cái máy này thì nó cũng có cái tay cắm ra
đó. Nhưng mà cái này thì để mình hàn những cục pin như này. Đấy, đưa vào đây chích như này thôi đó, chích như này, nên là cái ưu điểm và nhược điểm như vậy. Thế thì trên đây em cũng có ý kiến là một số cái đồ em đã dùng qua thì em có ý kiến vậy thôi. Đấy, bác nào có thêm ý kiến là có thể để lại bình luận dưới video. Đấy, thì video em muốn quay chia sẻ cho các bác xem thực tế vậy. Rồi, video xin được kết thúc đây. Một lần nữa Hiền Trần xin cảm ơn các bác đã coi video này. Nếu thấy hay để chia sẻ cho người thân bạn bè cùng xem và đăng ký kênh, sẽ làm video chia sẻ thêm. Vâng, xin chào, gặp lại cái video tiếp theo.